vua Bảo Đại và hai thứ phi nổi tiếng nhất, người được mẹ chồng yêu thương, kẻ ra đi trong cô độc. Dù làm vợ thứ lại không được tổ chức cưới xin, nhưng nhờ tài khéo léo, tháo vát và biết chăm lo việc thờ cúng tổ tiên của hoàng tộc, nên thứ phi Mộng Điệp của vua Bảo Đại luôn được Đức Từ Cung quý mến yêu thương. Trái lại, thứ phi Phi Ánh lại phải ra đi trong cô đơn bệnh tật. Thứ phi Mộng Điệp được cự Hoàng Thái Hậu yêu thương. Bà Bùi Mộng Điệp sinh năm 1924 là một trong những người vợ không chính thức của vua Bảo Đại. Bà sinh ra tại Bắc Ninh trong một gia đình bình thường, có cha làm trong ngành đường sắt. Từ nhỏ bà sống chủ yếu cùng bà nội, sau đó được bác ruột ở Hà Nội đón lên nuôi dưỡng cho ăn học. Tại đây bà gặp gỡ và trở thành người yêu của bác sĩ Phạm Văn Phán, tốt nghiệp y sĩ Đông Dương khóa 1935 vào năm 17 tuổi. Khi ấy, tiếng tăm và địa vị của ông Phán đã hấp dẫn người con gái xứ Kinh Bắc, còn vị bác sĩ bị thu hút bởi nhan sắc mặn mà yêu kiều của nàng. Hai người có với nhau một người con trai vào năm 1944. Khi Mộng Điệp muốn làm đám cưới, bác sĩ Phán không đồng ý vì ông đã có vợ con. Hơn nữa, tôn giáo của ông không cho phép lấy hai vợ. Do đó, bà quyết định cắt liên lạc với ông, rồi đặt tên cho con trai là Bùi Hữu Hưng, lấy họ của mẹ. Cách mạng tháng 8 thành công, cựu Hoàng Bảo Đại được mời ra Hà Nội làm cố vấn cho chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Tháng 9 năm 1945, ông gặp bà Mộng Điệp ở sân tennis. Các đối thủ trẻ của ông trên sân đã kể về người phụ nữ tuyệt thế giai nhân này. Vì thế, ông đã đi gặp bà ngay buổi tối hôm đó tại nhà riêng của bà. Sau đó, hai người nhanh chóng chuyển về chung sống tại căn hộ số 51 đường Trần Hưng Đạo và có với nhau cô con gái đầu lòng tên Phương Thảo vào năm 1946. Trong thời gian này, cựu hoàng cũng qua lại với hoa khôi Lý Lệ Hà, nhưng vẫn xem bà Mộng Điệp là thứ phi phương Bắc. Năm 1948, cựu Hoàng Bảo Đại nhận chức quốc trưởng rồi đưa bà Mộng Điệp lên Đà Lạt ở. Bà cũng được ra mắt cựu Hoàng Thái Hậu, tức Đức Từ Cung. Dù làm vợ thứ lại không được tổ chức cưới xin, nhưng nhờ tài khéo léo tháo vát và biết chăm lo việc thờ cúng tổ tiên của hoàng tộc, nên thứ phi luôn được Đức Từ Cung quý mến. Bà cũng được ban áo mũ để thay mặt hoàng hậu Nam Phương trong các cuộc tế lễ. Đó cũng chính là khoảng thời gian bà và cựu hoàng sống hạnh phúc nhất. Năm 1953, thứ phi Mộng Điệp được cựu Hoàng Bảo Đại ủy nhiệm đem thanh kiếm báu và chiếc kim ấn nhà Nguyễn sang Pháp. Nhân dịp này, bà mang luôn cả con gái Phương Thảo lẫn con riêng Bùi Hữu Trung theo. Tại Pháp, bà đã trao trả ấn kiếm cho cựu hoàng hậu Nam Phương. Sau đó, bà sinh tiếp cho cựu hoàng hai người con trai đặt tên là Bảo Hoàng và Bảo Sơn. Bảo Hoàng sinh năm 1954, nhưng vắng số, chỉ sống được một tuổi thì qua đời vì bệnh. Còn Bảo Sơn sinh năm 1955, lớn lên được đi học ở trường danh tiếng, đỗ đạt và có địa vị trong xã hội. Năm 1987, ông đi du lịch ở Nhật và lúc tắm biển không may bị sóng lớn đánh va đầu vào ghềnh đá nên tử nạn khi mới 32 tuổi. Từ đó, thứ phi Mộng Điệp chỉ còn lại người con gái là Phương Thảo. Phương Thảo kết hôn với một người Pháp khá giàu nhưng cũng không sống gần với mẹ nên bà ngày càng cảm thấy cô quạnh. Bà trở nên sống khép kín và thu mình trong không gian nhỏ của căn nhà thuộc hạng trung bình, nằm tại một dãy chung cư trên đường Neuilly, quận 12, Paris. Trong căn phòng ấy, bà Mộng Điệp luôn treo bức họa chân dung của vị vua trẻ Bảo Đại đang ngồi, khoảng 16-17 tuổi, mặc hoàng bào. Bà nói rằng bức chân dung này do một nữ họa sĩ người Pháp vẽ, nhưng không hiểu tại sao lại bị đem bán ở một chợ trời. May mắn có người báo cho bà biết nên bà vội tới ngay và cố mua cho bằng được bức họa. Kể từ ngày đó, bức họa vẫn có vị trí trang trọng trên tường ở trong phòng khách. Cuộc sống nơi đất khách có lúc khó khăn về kinh tế, nhưng thứ phi Mộng Điệp sống tự lập, không nhờ vả đến sự giúp đỡ của chính phủ Pháp. Kể cả sau này không còn sống cùng cựu hoàng, nhưng bà vẫn chăm lo việc thờ cúng tổ tiên nhà Nguyễn, đúng với phận sự của một vương phi thực sự. Vì thế, trên bàn thờ tổ tiên, ở vị trí trung tâm, bà dành để thờ Đức Từ Cung, cựu hoàng Bảo Đại và hai người con trai của mình. Nhưng quan trọng nhất là tờ giấy quy y Phật giáo của vua Bảo Đại, quy y tại chùa Bảo Quốc Huế. Tháng 6 năm 2011, bà Mộng Điệp phải làm phẫu thuật do chấn thương ở cổ, nhưng do bị bệnh tim từ trước nên đã không thể qua khỏi. Bà mất vào lúc 12 giờ trưa ngày 26 tháng 6 năm 2011, sau đó được chôn cất tại nghĩa trang Thiard ở Paris cùng với hai con trai Bảo Sơn và Bảo Hoàng. Khi còn sống, thứ phi Mộng Điệp từng mong muốn được về Việt Nam an dưỡng cuối đời và khi chết được chôn chung với Đức Từ Cung. Bà cũng muốn hiến tặng những tài liệu mà mình lưu giữ từ khi Bảo Đại thoái vị, nhưng do tuổi cao nên không thể trở về nước được. Thứ phi Phi Ánh bị tịch thu nhà cửa, gia đình ly tán. Bà Lê Thị Phi Ánh sinh năm 1925, là một người vợ không chính thức của cựu hoàng Bảo Đại. Bà sinh ra trong gia đình giàu có thuộc dòng họ danh giá, anh rể là Phan Văn Giáo, sau làm thủ hiến trung phần, bác ruột tên Lê Quang Thiết, phò mã của vua Thành Thái.
Sinh thời, bà Phi Ánh là một tuyệt sắc giai nhân, khiến bao chàng trai điêu đứng. Bà trắng trẻo, cao ráo, mũi cao, mắt sáng và rất đẹp. Bà đã gặp Bảo Đại tại Đà Lạt vào giai đoạn ông về nước và nhận chức quốc trưởng. Hai người nhanh chóng bén duyên. Và không rõ anh rể của bà đã tâu với Bảo Đại như thế nào, mà sau khi ân ái, ông đã tặng cho bà một số tiền lớn. Theo một người thân trong gia đình bà Phi Ánh, Bảo Đại đã bị nhân tình tặng cho một cái tát. Sau đó bà giải thích rằng bà muốn làm thứ phi của hoàng đế, chứ không phải là gái làm tiền. Lúc ấy, ông mới vỡ lẽ, không những không phẫn nộ mà càng yêu quý thứ phi hơn. Tuy nhiên, khi ấy Bảo Đại không còn là vua nên bà không thể là một thứ phi danh chính ngôn thuận. Suốt thời gian ở Đà Lạt, thứ phi Phi Ánh rất được Bảo Đại ưu ái. Tuy nhiên, Phi Ánh không dự những buổi tiếp tân, không được gần gũi với cựu hoàng thái hậu, không lên Buôn Ma Thuột để cùng đi săn thú với Bảo Đại như thứ phi Bùi Mộng Điệp. Được biết, bà Phi Ánh đã sinh cho Bảo Đại hai người con. Người con gái là Nguyễn Phước Phương Minh, sinh năm 1950 và qua đời tại Mỹ vào năm 2012. Người con trai là Nguyễn Phước Bảo Ân, sinh năm 1951. Sau khi Bảo Đại bị phế truất và sang Pháp, biến cố đã xảy ra với thứ phi Phi Ánh. Bà bị tịch thu nhà cửa, gia đình ly tán. Sau đó bà đi bước nữa nhưng không có hạnh phúc. Năm 1978, người chồng này của bà vượt biên sang Mỹ thành công, gửi giấy bảo lãnh về. Nhưng lúc ấy vì con bà là Bảo Ân đã có gia đình, không đủ điều kiện ra đi nên đành chờ đợi cơ hội mới đến. Trong khi chờ đợi đi Mỹ, bà Phi Ánh mắc bệnh ung thư và chết trong cô đơn tại thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1986. Được biết, với mỗi người tình, vua Bảo Đại đều tặng riêng một căn biệt thự. Các nhà nghiên cứu cho hay, biệt thự của bà Phi Ánh đặc biệt nhất trong số 3 người bởi được xây theo lối kiến trúc Tây Ban Nha duy nhất từ trước đến nay tại Đà Lạt. Biệt thự gồm hai khối nhà nối liền nhau bằng một hành lang bán nguyệt với phần tường bên ngoài được xây bằng đá tự nhiên. Ngày nay, biệt thự Phi Ánh vẫn còn nguyên và đã được trùng tu nâng cấp để đưa vào kinh doanh du lịch. Hiện người ta vẫn truyền tai nhau về những bí ẩn xung quanh ngôi biệt thự này. Ở đó có những bức tượng cô gái người Chăm và các bức phù điêu mang đậm nét đặc trưng văn hóa phương Đông như hoa sen, đầu chim. Đây đều là những thứ mang đậm chất phương Đông đang tồn tại một cách khó hiểu trong một biệt thự được xây theo kiến trúc Tây Ban Nha. Sau nhiều lần sang tay đổi chủ, hiện nay biệt thự này có tên mới là nhà hàng Phù Đổng. Một người chủ của biệt thự cho hay nó không bị chỉnh sửa nhiều mà vẫn giữ được nguyên trạng.